Cùng một mẹ sinh, tại sao lượng cơm lại có sự khác biệt lớn đến vậy? Chị gái ăn 2 miếng là no, em gái no rồi vẫn có thể ăn thêm 2 miếng nữa. Cơm thừa của chị đều vào bụng của em, thế là body của hai chị em bắt đầu đối lập hoàn toàn. Em gái tên Fukui Yuki, ngoại trừ thức ăn tái chế, còn có một nơi bí mật làm cô tăng cân. Yuki ăn cả cái này nữa nhé. Con cảm ơn ạ, lớn lên con muốn làm vợ của ông. Cái miệng nhỏ này giống như đang bôi mật vậy. Ông bà không thương cô thì thương ai? Cho dù Yuki béo đến mức bị bạn bè gọi là con đàn ông, cô cũng không để ý, vì trong lớp cô chưa phải là người béo nhất, thế nên cô vẫn có thể béo thêm. Sau khi lên trung học, với cân nặng 67kg, Yuki đã vào câu lạc bộ judo. Mỗi ngày luyện tập với cường độ cao khiến cô càng thêm thèm ăn. Thêm nữa cô ấy đang học trường nội trú, không có sự quản lý của bố mẹ, cô có thể ăn thoải mái, bữa sáng ăn 2 bát to cơm thịt lợn và cơm thịt bò. Thế nhưng vào giờ học chưa lâu, cô lại đói đến cồn cào ruột gan. Đúng là người học judo, oai phong khác hẳn với chúng ta, cảm giác vững như núi vậy. Để tiết kiệm thể lực, cô đã luyện tập tâm vững như bàn thạch, không hề động đậy cho đến khi tan học. Sau đó cô lao đến căng tin như một cơn gió, bổ sung năng lượng như vũ bão. Bữa tối cô thích thi với các bạn nam xem ai ăn nhanh hơn. Về ký túc xá lại ăn thêm bữa phụ, món mì ý trứng cá tiết, cơm nắm được chia nhỏ và rắc lên trên, thêm một lớp phô mai thật dày. Tinh, món mì béo ngậy đã hoàn thành. Hạnh phúc của người béo chỉ đơn giản như vậy thôi. Điều Yuki không thể ngờ tới là người chị gái đã lên cấp 3, bỗng trở thành trợ lý của câu lạc bộ judo. Vì sự xuất hiện của chị gái xinh đẹp nên các nam sinh vô cùng hưng phấn. Mà điều Yuki lo nhất đã xảy ra. Nghe nói em gái của em cũng ở đây hả? Vâng, em gái em là Yuki. Nhỉ, Yuki. Ê, thật á, Yuki không muốn người khác biết mình có một người chị gái xinh đẹp, vì mọi người sẽ lấy cô ra so sánh với chị gái. Không có so sánh sẽ không có đau thương. Lúc đi công viên nước, chị gái có vầng hào quang quyến rũ, luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Ngược lại Yuki thì đến việc chơi các trò chơi thôi cũng khó, đến cả phao bơi cũng bắt nạt cô ấy. Nó dính chặt ở eo không thể kéo xuống được. Kể từ đó nó trở thành thắt lưng của cô, cố chấp mặc phao bơi, sau đó không kéo ra được. Sau khi từ bỏ cô ấy cứ vậy về nhà. Yuki không muốn chịu sự sỉ nhục này. Lần đầu tiên trong đời cô nảy ra ý muốn giảm cân. Cô cả tin dùng các sản phẩm giảm cân sẽ làm cô gầy đi, làm cô thon gọn mà không mất chút sức nào. Vì thế lúc ăn cô không kiềm chế tí nào, thậm chí còn ăn nhiều hơn không kiêng nể gì cả. Thế nên khi cô 20 tuổi đã nặng đến 110kg. Nhưng rất nhanh bước ngoặt đã đến. Hôm đó khi Yuki rất không tình nguyện mà bị chị gái kéo đến một buổi gặp mặt, cô bỗng nhận được lời khen của một anh trai. Nếu em gầy đi chắc sẽ kawaii lắm nhỉ. Kawaii, tôi nghĩ nếu em thon thả hơn giống chị em ý thì sẽ dễ thương lắm. Không, còn đẹp hơn cả chị em ý. Đẹp hơn chị gái cũng phụ họa theo. Tôi cũng nghĩ như vậy. Yuki có nét sẵn rồi. Thật ư? Thật, không ngờ bản thân có tiềm năng trở thành mỹ nữ, được mọi người khen ngợi như vậy. Quyết tâm giảm cân của Yuki ngày càng mạnh mẽ. Từ đó cô bắt đầu tránh ăn những thực phẩm nhiều cáp, ngay cả đồ ăn vặt cũng đổi thành bắp cải. Thời gian lúc trước dành để ăn uống, bây giờ đều dùng để vận động. Lúc ăn vui vẻ thế nào thì khi vận động cũng đau khổ như vậy. Khi tâm trí tan vỡ thì nhìn vào bức hình Photoshop bản thân còn 50kg và cổ vũ bản thân cố gắng, cố gắng, cố gắng. Thành quả của việc không ngừng nỗ lực là từ một cô gái nặng 110kg, Yuki đã giảm xuống còn 50kg. Body và khí chất của cô có sự thay đổi rất lớn. Sau khi gầy, cuối cùng cô cũng nghe được lời khen cô xinh đẹp hơn chị gái từ mọi người rồi. Vì thế, người béo mà giảm cân thì không thể kinh thường đâu.